Cherry Hou đệ đơn ly dị Rupert Murdoch. Cherry Hou đã chính thức đệ đơn ly hôn chồng tỷ phú Rupert Murdoch vào hôm thứ Sáu, mùng 1 tháng 7, sau 6 năm kết hôn. Người mẫu kiêm diễn viên 65 tuổi, Hou đã đệ đơn lên tòa án thượng thẩm California và viện dẫn những khác biệt không thể hòa giải là cơ sở pháp lý để ly hôn. Trong đơn khởi kiện, cô cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ của ông Murdoch và muốn anh ta trả phí luật sư cho cô. Trong đơn, cô cũng tuyên bố rằng cô không biết về bản chất và mức độ đầy đủ của tất cả các tài sản và các khoản nợ, và sẽ sửa đổi kiến nghị này khi thông tin đã được xác định chắc chắn. Luật sư của Hou, ông Ronald Zott, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Ông trùm truyền thông 91 tuổi Muzot đã kết hôn với Hou trong ở Benson House, trung tâm London vào tháng 3 năm 2016. Đây là cuộc hôn nhân thứ tư của Muzot và thứ hai của Hou.